Cuộc đời của bạn có giới hạn. Chính vì vậy đừng nên phí phạm nó bằng cách sống cuộc đời của kẻ khác. Thở nhỏ tôi đã nghĩ mình là con người của xã hội nhân văn, nhưng tôi lại thích công nghệ. Sau đó tôi hiểu được quan điểm về tầm quan trọng của những người đứng ở giao lộ giữa con đường nhân văn và khoa học từ Edwin Land of Polaroid. Và tôi quyết định đó là điều tôi muốn làm. Những điều tôi yêu thích trong cuộc sống không tốn bất kỳ khoản tiền nào. Tài sản quý giá nhất mà chúng ta có là thời gian. Khi bạn bắt đầu cố gắng giải quyết một vấn đề, những giải pháp đầu tiên bạn đưa ra rất phức tạp. Hầu hết mọi người đều dừng lại ở đó. Nhưng nếu bạn tiếp tục và đối diện và lần lượt giải quyết chúng, bạn có thể có một số giải pháp tinh tế và đơn giản. Hầu hết mọi người không dành thời gian hay năng lượng để làm điều đó. Cách duy nhất để làm một công việc tuyệt vời là yêu điều bạn làm. Đôi lúc bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình. Chúng ta không có cơ hội để làm quá nhiều điều và mỗi chúng ta đều phải trở nên xuất chúng. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời thì ngắn ngủi và khi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy chúng ta phải làm những điều đáng giá. Một trong những câu thần chú của tôi là tập trung và đơn giản. Đơn giản có thể khó hơn phức tạp. Bạn phải làm việc chăm chỉ để thanh lọc tâm trí và làm cho nó đơn giản. Điều tuyệt vời nhất là khi bạn đặt trái tim và tâm hồn của bạn vào một cái gì đó suốt một khoảng thời gian dài và nó có giá trị. Chúng ta đang phát minh ra tương lai. Hãy nghĩ về việc lướt trên đầu còn sóng. Cảm giác phấn khởi biết mấy. Bây giờ hãy nghĩ về việc bơi ở cuối làn sóng đó. Nó sẽ không ở đâu gần như nhiều niềm vui. Hãy xuống đây và tạo ra một vết lõm trong vũ trụ. Bạn hãy là một thước đo chất lượng. Một số người không thích nghi được trong môi trường đòi hỏi sự xuất sắc. Sự đổi mới giúp phân biệt giữa một nhà lãnh đạo và một tín đồ. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lớn át đi giọng nói bên trong bạn. Thậm chí nếu chúng ta mất tiền, chúng ta sẽ có một công ty. Chí ít một lần trong đời, chúng ta sẽ có một công ty. Tôi không thực sự quan tâm đến việc đúng sai, tôi chỉ quan tâm đến thành công. Rất nhiều người sẽ nói với bạn rằng quan điểm của tôi rất cố chấp, và họ đã đưa ra bằng chứng chống lại nó. Và 5 phút sau tôi đã thay đổi quyết định. Tôi không ngại mắc sai, và tôi thừa nhận rằng tôi đã sai rất nhiều. Nhưng điều này không thực sự quan trọng với tôi. Điều quan trọng với tôi là chúng tôi đã làm điều đúng đắn. Bạn nghĩ rằng tập trung nghĩa là nói có. Không, tập trung là nói không. Tập trung có nghĩa là nói không với những thứ khác. Và bạn phải nói không, không, không. Khi bạn nói không, bạn sẽ làm mọi thứ xung quanh biến mất. Phân tích chi tiết vấn đề, nó đáng để bạn kiên nhẫn có được. Picasso đã có một câu nói, nghệ sĩ tốt sao chép, nghệ sĩ vĩ đại ăn cắp. Và chúng tôi không xấu hổ vì việc ăn cắp những ý tưởng tuyệt vời. Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Khi bạn sắp chết là lúc tôi biết rằng bạn chẳng có gì để mất. Không có lý do gì để không làm theo trái tim của bạn. Tôi tự hào về những điều chúng tôi chưa làm được và những việc chúng tôi đã làm. Đổi mới là nói không với 1000 thứ. Mọi thứ không biến thế giới trở nên quan trọng. Tôi không biết mình muốn làm gì với cuộc sống của mình và không biết làm thế nào để kiến thức đại học giúp tôi tìm ra mong muốn đó. Ở đây tôi đã tiêu hết số tiền mà bố mẹ tôi đã tiết kiệm cả đời. Vì vậy, tôi quyết định bỏ học và tin rằng tất cả sẽ ổn thôi. Điều đó khá đáng sợ vào thời điểm đó, nhưng nhìn lại nó là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra. Công nghệ sẽ không có gì cả. Điều quan trọng là bạn có niềm tin vào con người. Về cơ bản họ rất tốt và thông minh, và nếu bạn cung cấp cho họ công cụ, họ sẽ làm những điều tuyệt vời với họ. Thiết kế không chỉ là những gì nó trông như thế nào. Thiết kế là cách mà nó hoạt động. Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Nhưng cái chết là đích đến của tất cả mọi người. Không ai có thể trốn khỏi nó. Và đó là vì nó nên được. Vì cái chết là rất có khả năng phát minh tuyệt vời nhất của cuộc sống. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu trích dẫn. Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ đúng.
câu nói ấy đã thực sự tạo được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không? Và bất cứ khi nào câu trả lời là không trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi. Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác. Đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp. Đôi lúc cuộc sống sẽ giáng cho bạn một cú vào đầu. Đừng đánh mất niềm tin. Nếu bạn chỉ ngồi và quan sát, bạn sẽ thấy tâm trí mình bồn chồn như thế nào. Nếu bạn cố gắng làm giữ nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Nhưng theo thời gian nó bình tĩnh lại và khi nó xảy ra, sẽ có chỗ để nghe những điều tinh tế hơn. Đó là khi trực giác của bạn bắt đầu nở rộ, và bạn bắt đầu nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn và được trong hiện tại nhiều hơn. Tâm trí của bạn chậm lại, và bạn thấy một sự mở rộng to lớn trong khoảnh khắc. Bạn thấy rất nhiều hơn bạn có thể thấy trước đây. Đó là một kỷ luật, bạn phải thực hành nó. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.